Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy may mắn, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ về tử vi, phong thủy cũng như đời sống tâm linh. Thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, thắp hương là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân Việt Nam. Khi thắp hương thì gia chủ sẽ gửi lời nguyện ước, cầu cho gia đạo được bình an, là để bày tỏ tấm lòng thành kính của mình với các đấng linh thiêng thông qua làn khói trắng, kết nối giữa mình với cõi tâm linh, cõi vô hình. Người xưa quan niệm rằng nếu mà nén hương sau khi cháy hết tàn mà không dụng lại uốn theo hình vòng cung thì đây là điềm báo may mắn, được bề trên chứng giám và gia chủ sẽ cầu gì được nấy. Điều ngược lại khiến cho nhiều người vô cùng lo lắng là khi nén hương cháy mà lại tắt giữa chừng, hoặc là gì cháy nhưng mà không tụ tàn, vân vân, thì có thể đây là những điểm báo chứng tỏ thần linh đang giận dữ, xui xẻo sẽ sắp sửa đã ập đến lúc nào không hay. Vậy thực hư của vấn đề này ra sao? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong video ngày hôm nay. Thắp hương không cháy hết là điểm báo gì? Xem ngay kẻo tai ương ập xuống, tiền bạc đội nón ra đi. Bạn cũng biết đấy, cái việc thắp hương trở thành một tục lệ lâu đời không thể thiếu trong văn hóa thờ cúng của người Việt Nam. Tuy nhiên, có đôi khi gặp phải những cái trường hợp hương cháy đến nửa chừng rồi lại vụt tắt mà không cháy hết. Nhiều người ngay lập tức đâm ra hoảng sợ, sợ hãi, không biết mình đang làm gì sai trái, không biết mình đang làm gì có tội với thần linh, mà lại bị thần linh trách phạt, không nhận hương khói, hay đây là dấu hiệu, điềm báo xui xẻo gì đó chăng? Lời khuyên cho các bạn lúc này là hãy thật sự bình tĩnh và tiến hành xem nguyên nhân tại sao nhang không cháy hết và chỉ cháy giữa chừng là do đâu. Bạn đừng quá nên lo lắng vì điều này, bởi có rất nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến việc thắp hương đang cháy thì bị tắt giữa chừng. Vì vậy, hãy thật sự bình tĩnh xử lý từng trường hợp khác nhau các bạn nhé. Trường hợp thứ nhất, hương bị dính nước nên tắt giữa chừng, thì đây có thể được xem là mình một tình trạng khá phổ biến và quen thuộc. Dù bạn có cẩn thận đến đâu, thì chỉ với một giọt nước rơi trúng vào cái cây nhang đang cháy thì cũng sẽ khiến cây nhang bị tắt giữa chừng. Vì vậy, nếu thắp hương không cháy hết, thì bạn hãy kiểm tra lại xem có cái gì có nước rơi vào đó hay không. Trường hợp thứ hai là phần lõi của hương bị ẩm, cái việc thắp hương trên bàn thờ không cháy hết khiến cho nhiều người có những cái suy nghĩ hoang mang, không biết mình gặp phải những điều xui xẻo gì. Bạn nên biết rằng không phải điều gì cũng suôn sẻ, có thể là vô tình, ngày hôm đó chúng ta cầm trúng cái nén hương mà phần lõi bị ẩm do bảo quản không tốt, hoặc do thời tiết mưa nồm và khi cháy thì chỉ đến phần đó hương sẽ bị tắt, đó là một chuyện rất hiển nhiên. Do đó hãy thật sự bình tĩnh kiểm tra, đừng vội suy nghĩ theo cái chiều hướng tiêu cực. Trường hợp thứ ba là gì? Do gió thổi quá mạnh. Đặc biệt là khi quý vị mà đi thắp hương ở ngoài mồ mả, ngoài nghĩa trang ấy, thì ở khu đó lộng gió, gió thổi mạnh, thì khi bạn châm hương xong ấy, châm hương rất khó rồi, mà khi chúng ta cắm hương lên thì cũng hầu như là nếu mà gió ở đó quá mạnh thì cũng sẽ không cháy được hết. Còn nếu mà nhang đang cháy bình thường mà bỗng nhiên vụt tắt thì bạn hãy xem thử xem cái thời điểm đó gió thổi qua có mạnh không, bởi nén hương có ngọn lửa rất nhỏ và khi một làn gió thổi qua thì cũng rất dễ bị tắt. Trường hợp thứ tư là cái hương mà bạn mua ấy, nó kém chất lượng nên là hay bị tắt giữa chừng. Thêm một điều nữa khiến cho nén hương của bạn đang cháy bỗng vụt tắt giữa chừng, đó chính là hương kém chất lượng, không bắt lửa khiến cho lửa chỉ cháy được một chút rồi lại vụt tắt. Vậy nên là khi mua hương, quý vị cần phải lựa chọn kỹ lưỡng những cái bó hương đảm bảo chất lượng để không bị xảy ra tình trạng này. Trên đây là bốn nguyên nhân khách quan mà chúng ta thường gặp phải cho nén hương trên bàn thờ bỗng nhiên vụt tắt. Lúc này các bạn không cần phải quá lo lắng mà phải hết sức bình tĩnh. Ngược lại, nếu nén hương bạn thắp không gặp phải những vấn đề như là ẩm ướt, mưa gió mà vừa nhắc ở trên, bình thường bạn thắp bó hương đó không sao, bỗng nhiên hôm nay mà bó thắp hương lại tắt giữa chừng thì có thể đây là một cái điểm báo tâm linh mà các bạn phải lưu ý. Theo quan niệm của dân gian thì nén hương bị tắt sẽ chia làm 3 trường hợp. Trường hợp đầu tiên là nén hương bị tắt phần trên. Phần trên của nén hương là phần thiên, đây là điểm báo cho thấy cái việc làm của bạn đang bị thánh thần hoặc là tổ tiên quả trách do một phần lỗi lầm nào đó. Trong trường hợp đó bạn cần phải sửa lại để kẻo rước họa vào thân. Thứ hai là gì? Nén hương bị tắt ở phần cuối, đây là cái phần địa. Nếu nén hương bị tắt tại cái phần này thì chính là điểm báo cho sự động long mạch, thờ cúng thần linh thổ địa chưa đúng cách. Hoặc là gì? Bếp nấu nhà quý vị bị sai vị trí hoặc bị phạm cái đại kỵ phong thủy, quý vị lập lư hương chưa đúng, đâm ra là không có linh ứng, như lư hương không có cái cốt thất bảo
Đấy. Không có gì chỉ có mỗi cho thôi, và khi lập bát hương lên thì cũng không đúng cách, thì nó cũng gây ra hiện tượng này, dẫn đến tình trạng bát hương không có linh ứng. Và quan trọng hơn của cái dấu hiệu này là gia trạch chưa được yên, có nhiều vấn đề trong gia đình. Thứ ba là nén hương bị tắt ở phần giữa. Phần giữa nén hương là phần nhân, bị tắt ở đây báo hiệu cho những cái người thân trong gia đình sắp xảy ra chuyện, có thể là có những cái tai nạn, hoặc có thể những cái hung họa ập đến, hoặc là có những cái điểm báo trước cho cái sự không may mắn nếu mà khi mình nén hương cháy đến phần giữa rồi tắt. Nếu nén hương bị tắt là nén hương mà bạn thắp trong đêm giao thừa, thì trong năm đó bạn và gia đình sẽ gặp nhiều điều không hay, xui xẻo ập đến, công việc làm ăn thì thất bát, làm gì cũng không thuận lợi. Xác định năm đó là năm hạn, nên có những cái dự định hoặc là làm ăn khởi nghiệp đi xa ấy, thì cũng nên dừng lại và rời lại năm sau. Trường hợp nén hương cúng trong ngày lễ mà bị tắt thì cách xử lý là ngay lúc đó nên để yên và châm lửa lại, tuyệt đối không được nhổ ra rồi mới châm lại, bởi lúc này nhang sẽ trở thành thừa. Để hạn chế cái việc nén hương bị tắt giữa chừng thì các bạn nên phải thật cẩn thận, chọn nhang thật kỹ, đảm bảo chất lượng và đảm bảo kỹ thuật khi thắp hương. Trong trường hợp mà bạn đã làm rất kỹ lưỡng rồi mà vẫn xảy ra hiện tượng như vậy thì chắc chắn đây là một điểm xui xẻo mà các bạn cần phải chú ý, cần phải đề phòng. Quý vị thân mến, cái việc thắp hương vốn là yếu tố tâm linh trong đời sống của mỗi con người, và giấc mơ là cái điểm kết nối giữa thế giới thực tại và cõi tâm linh vô hình đó. Chính vì vậy, khi nằm mơ mà thấy cái việc thắp hương cúng bái, nhiều người lập tức cho rằng đây là một cái điềm báo nào đó mà thần linh tổ tiên muốn gửi tới và nhắc nhở họ thông qua giấc chiêm bao. Bạn có thắc mắc rằng mơ thấy thắp hương là điềm báo gì đó hay không? Hãy cùng chúng tôi theo dõi trong phần tiếp theo. Thứ nhất là khi nằm mơ thấy mình đang thắp hương. Nếu bạn nằm mơ thấy mình đang đứng thắp hương thì đừng lo lắng, bởi giấc mơ này sẽ là điềm báo rằng bạn có những điều may mắn đang chờ đón trong cái tương lai. Bên cạnh đó thì giấc mơ cũng cho biết rằng con đường tài lộc sắp tới của bạn sẽ có bước phát triển mới, công việc làm ăn thì rất thuận lợi. Thứ hai, bạn nằm mơ thấy người khác đang thắp hương. Nếu mà bạn nằm mơ thấy người khác đang thắp hương ấy, thì cho biết rằng là trong quá khứ bạn đã mắc phải một số sai lầm nào đó trong hiện tại. Bạn đang rất hối hận và mong muốn sám hối cho những việc mình đã gây ra. Giấc mơ này khuyên gia chủ nên làm nhiều việc tốt hơn để bù đắp và giúp cho tâm hồn mình trở nên thanh tịnh và thoải mái hơn. Thứ ba là nếu mà quý vị nằm chiêm bao thấy mình đang thắp hương ở chùa, thì giấc mơ này cho thấy bạn đang mong muốn tâm hồn mình trở nên là an nhiên và thanh thản hơn. Có lẽ trong quá khứ bạn gặp phải nhiều cái khó khăn, có những cái sự đảo lộn nào đó khiến cho bản thân bạn phải suy nghĩ. Đôi lúc bạn cảm thấy tự ti vì bóng đen của mình trong quá khứ và cứ luôn ám ảnh chiếm lấy cái bản thân của bạn. Vì vậy, khi thấy hình ảnh bạn đang thắp hương hoặc thắp nhang ở chùa thì cho thấy bạn là người hướng đạo. Bản thân thực chất là một người hiền lành, thiện lương, đồng cảm với những người gặp khó khăn và có hoàn cảnh khó khăn ở xung quanh chúng ta. Vì vậy, hãy cứ tự tin và sống tốt, gạt bỏ quá khứ sang một bên. Thứ tư là khi nằm mơ thấy người trong nhà đang thắp hương thì đây là điềm báo về tâm linh trong gia đình của bạn. Giấc mơ này thì thể hiện rằng những người trong gia đình bạn đang sao nhãng trong việc thờ cúng tổ tiên. Do đó, khi bắt gặp giấc mơ này, bạn nên chú tâm hơn trong công việc, thể hiện lòng thành để ơn trên có thể phù hộ, mang đến những điều tốt đẹp, tốt lành cho gia đình của bạn. Thứ năm là khi mơ thấy người lạ thắp hương trong nhà của mình. Giấc mơ này cho thấy rằng có thể ở ngoài đời bạn đang bị lợi dụng, đang bị kẻ xấu hoặc ai đó đang cố ý tìm cách lợi dụng bạn. Thì đây là một điềm báo không tốt, có thể ảnh hưởng đến cái cuộc sống của bạn, nên là bạn phải thật cẩn thận và đề phòng. Thứ sáu là khi nằm mơ thấy mình đang thắp hương ở mộ. Nếu bạn mơ thấy mình đang thắp hương ở mộ thì cho thấy rằng bạn là một người hướng đạo, bạn rất hiền lành, lương thiện và sẽ gặp được những điều tốt đẹp trong cuộc sống sắp tới. Thứ bảy là nếu mà nằm mơ thấy bát hương đang bốc cháy. Nếu bạn nằm chiêm bao thấy hình ảnh bát hương đang bốc cháy, hoặc là bát hương bị di chuyển hoặc bị đổ vỡ thì đó là điềm báo không tốt đến với bạn. Nếu thấy bát hương bốc khói, nghi ngút, có hiện tượng cháy âm ỉ là điềm báo về mồ mả, về việc thờ cúng tổ tiên, thì đây cũng là điềm báo trong cái thời gian sắp tới sự nghiệp của bạn không được suôn sẻ cho lắm. Quý vị thân mến, Phong Thủy May Mắn cũng xin nhấn mạnh với quý vị một điều rằng cái việc thắp hương cốt là ở lòng thành tâm. Chỉ cần bạn luôn giữ được cái tâm thanh tịnh và trọn vẹn, không mưu cầu tính toán về vụ lợi cá nhân, thì khi nến hương bị tắt giữa chừng cũng sẽ không phải là điều nguy hiểm khiến bạn cần lo lắng. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn.